mức thặng dư mậu dịch của Việt Nam với Mỹ đã lên tới 17,2 tỷ đô la trong tám tháng đầu năm nay, tăng 20,3% so với cùng kỳ năm ngoái theo các số liệu của Tổng cục thống kê Việt Nam. Trang mạng Customs Today cho biết, Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong số tổng cộng 200 nước và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới. Từ năm 2012 cho tới cuối năm ngoái, vị trí số một này nằm trong tay của Liên hiệp Châu Âu theo Tổng cục thống kê. Việt Nam đã thu về 28,5 tỷ đô la từ hàng xuất khẩu sang Mỹ trong năm 2014, tăng 19,6% so với năm trước đó 2013. Trong tất cả 40 mặt hàng xuất khẩu sang Mỹ, đồ may mặc chiếm vị trí hàng đầu với doanh thu 6,3 tỷ đô la, chiếm 33,4% tổng doanh thu hàng xuất khẩu của Việt Nam. Kế đến là giày dép, điện thoại và linh kiện điện thoại, máy tính và sản phẩm điện tử, gỗ và đồ gỗ, máy móc thiết bị và các linh kiện cùng với vải sợi. Mà hàng vải sợi có tiềm năng phát triển mạnh trong thời gian tới, sau khi Việt Nam ký Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, theo Thời báo Kinh tế Việt Nam.